nó đầu tư rồi hả? Không, ông để ý lúc nào đầu tư rồi? Đầu tư chưa? Nó đầu tư không? Không để ý hả? Không. Trời ơi. Trời ơi, bữa nay đến thằng chủ tịch mấy bà chủ đầu tư hết rồi. Chứ không là mấy ảnh đi ra ngoài đường chân dài không à. Cười vậy. Đúng rồi, đúng rồi. Dán thấy mọt nó lên sức giá rồi, sức giá luôn đó. Bữa nay bán nhiều khác quá. Bán sầu riêng vui gần chết. À. Hay gì vô thấy Hiếu cười mỉm mỉm hoài. Đích thằng chủ tịch vừa thằng viên Hiếu thằng viên ra cui cháy rồi chưa ta? Rồi cháy gì đó nha, cháy rồi nha, coi thử cháy gì không, mùi khét lắm nha. Đóng cửa nào anh hả? Không đóng cửa nào hãy đi nghe anh nhắn tin sao rồi anh chạy xuống mà anh thấy đóng cửa. Rồi sầu riêng hai yếu nhặt nhiều quá trời quá đất luôn à. Có sống không à? Nhiều lắm. Ê, về sầu riêng để cho mấy anh mua tặng mấy chị này 20 nè. Mấy chị em thích hoa đâu, thích sầu riêng. Sầu riêng. Mày sầu riêng nè. Mà giá sầu riêng như thế nào Hiếu? Phải 100.000 thôi. 100.000 à? 100.000 ký á? Ồ, giá sầu riêng bữa nay nhẹ rồi. Dạ đâu có, mày hàng nhẹ tiền 100.000 chứ hàng mắc tiền nó chứ nó 130. À, nhất là 130 à? Đó, nó nhỏ rồi đó. Nhìn qua chủ đây thấy lạ quá Hiếu ơi. Thấy khác quá. À. Hả? Ờ. Nhìn không ra. Làm giữ chồng mà. À, làm giữ chồng. Nha. Dạ, còn cái này là khui nè. Cái này là cái khui sẵn. Cái nào bảy. Con gái cười kìa. 7 năm 9. Mua sầu riêng nhiều ghê luôn đó cho anh. À. Mày đang nghỉ lễ mà. Mày cuối tuần rồi đang khai. Rất là nhiều sầu riêng luôn. 100.000 một ký. Lợi nhất là 130. Hiếu thái Harry ta. Ờ. Đây là ri miền Tây nè, 130 nè. Ri miền Tây là 130 một ký. Đó, ri miền Tây. Cái da nó màu đỏ đỏ lửa ha. Thu Lam. Chị thử chị.
nhìn là biết rồi, phải thử. Bỏ nghề lâu quá rồi. Bỏ nghề lâu quá trời. Rồi, mũi to đi. Dồn mấy đường. Chủ bỏ ra 100 triệu tút lại. Tút lại nha hả? Tút lại. Mai bữa sau em xuống chúc em nói chúc là thấy không? Rất là nhiều luôn quý cô chú anh chị và các bạn. Đây là địa chỉ nè. Số điện thoại đặt hàng online. Dạ. Đây là số điện thoại. Trái 5 kg kìa.
Ui thấy cái muối sầu riêng. Bên kia thì thấy có bao tay không ạ? À? Thấy bao tay không ạ? Giờ này chưa ăn hay chưa dám ăn luôn. Tiểu đường sáng ngày mai mới ăn. Dạ. Mới ăn một bôi không nhiều. Có thèm, phải có sượng phải không? Dạ không. Thèm. Trắng trắng rồi. Vậy con để này để con đổi cho chú mấy anh, chịu không? Con đang bán dễ lắm. Sao thích thì đổi ra. Ký mốt rồi ký hai cơm nữa vậy. Để vô đi kệ. Thôi à, đúng rồi chưa tắm rồi tắm giờ. Hiếu sầu riêng á, nhập về rất là nhiều sầu riêng luôn. Tha hồ mà cô chú anh chị và